Sau đây xin được trân trọng kính mời quý vị và các bạn chúng ta cùng đến với vòng thi sơ khảo trình diễn trang phục dân tộc Mường, lễ hội khai hạ Mường Bi, huyện Tân Lạc. Các thí sinh sẽ trình diễn trang phục dân tộc Mường nguyên bản để lựa chọn ra những thí sinh xuất sắc nhất tham gia vòng chung khảo tối đêm mai. Và sau đây chúng ta cùng chào đón những bông hoa Mường đẹp nhất đại diện cho các xã thị trấn trên địa bàn huyện tham gia phần thi trình diễn trang phục dân tộc Mường. Là hoạt động nhằm gìn giữ và phát huy bản sắc, quảng bá nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc Mường. Lễ hội khai hạ Mường Bi được tổ chức hàng năm, trong đó phần trình diễn trang phục dân tộc Mường truyền thống giới thiệu những nét đặc sắc trong trang phục, một trong những điểm nổi bật của văn hóa dân tộc Mường. Trong chương trình trình diễn trang phục tại lễ hội khai hạ Mường Bi, huyện Tân Lạc năm 2020, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với phần trình diễn trang phục dân tộc Mường nguyên bản của các thí sinh đến từ các xã thị trấn trên địa bàn huyện. Kính thưa quý vị và các bạn, trang phục dân tộc Mường chứa đựng trong đó rất nhiều nét độc đáo, thể hiện tâm hồn là những giá trị đích thực của bản sắc dân tộc. Người Mường có đặc trưng riêng về tạo hình và phong cách thẩm mỹ trên trang phục. Màu sắc của bộ trang phục dân tộc Mường tuy không chói chang rực rỡ nhưng đã đạt tới sự trang nhã, một vẻ đẹp riêng mang đậm tính cách của người con Mường, chân thành, trầm lắng, có cả sự vui vẻ và hết sức tinh tế. Chính điều đó đã tạo nên cho phụ nữ Mường nét duyên dáng và niềm tự hào khoác trên mình trang phục truyền thống. Kính thưa quý vị và các bạn, trải qua biết bao thế hệ, trang phục dân tộc Mường vẫn được lưu truyền từ ngàn xưa đến ngày nay. Bộ trang phục nữ dân tộc Mường với chiếc váy đen bó sát thân, cặp hoa văn khoe trước ngực, chiếc áo cóm lừng và yếm mạt bên trong, thắt lưng cùng xà tích vòng cổ lóng lánh, khăn trắng đội đầu. Bộ trang phục tiềm ẩn những sắc thái riêng qua đường nét cắt may, qua sắc màu trang trí, làm cho phụ nữ Mường vốn xinh đẹp lại càng lộng lẫy như cánh hoa rừng mới nở đón mùa xuân. Trong trang phục của phụ nữ dân tộc Mường, cặp váy chính là điểm nổi bật với những họa tiết trang trí. Số lượng hoa văn khá phong phú cả về hình thức và kiểu loại. Cặp váy được chia làm 3 phần, gọi là rang trên, rang dưới và cao, được phụ nữ Mường tự tay dệt nên từ sợi tơ tằm óng ả. Cặp váy càng tinh tế, càng thể hiện sự khéo léo và tỉ mỉ của người phụ nữ. Chính cặp váy trong trang phục của phụ nữ Mường đã tạo nên nét đặc trưng của người Mường về sắc thái thẩm mỹ trong trang phục. Trang trí của hoa văn nghệ thuật trên cặp váy đã làm cho trang phục của phụ nữ Mường nổi bật trước quang cảnh của núi rừng, của thiên nhiên, vừa thơ mộng vừa hùng vĩ. Trước mắt quý vị là phần trình diễn trang phục dân tộc Mường nguyên bản của các thí sinh đến từ các xã thị trấn trên địa bàn huyện Tân Lạc về tham gia thi sơ khảo trình diễn trang phục dân tộc Mường lễ hội khai hạ Mường Bi, huyện Tân Lạc năm 2020. Xin quý vị và các bạn hãy cổ vũ thật nồng nhiệt cho các thí sinh của chúng ta ngày hôm nay. Thank you.
là các thí sinh về tham gia vòng sơ khảo trình diễn trang phục dân tộc Mường lễ hội khai hà Mường Bi, huyện Tân Lạc năm 2020. Một lần nữa xin quý vị và các bạn hãy dành những tràng vỗ tay thật nồng nhiệt để cổ vũ cho các thí sinh của chúng ta trong đêm hội hôm nay. Sau đây ban tổ chức xin trân trọng kính mời đồng chí Lê Chí Huyên, ủy viên ban thường vụ huyện ủy, phó chủ tịch ủy ban nhân dân huyện, đồng chí Đinh Sơn Tùng, trưởng phòng văn hóa thông tin huyện, đồng chí Cù Văn Bọt, bí thư đảng ủy xã lên tặng hoa cho các thí sinh. Và xin được trân trọng giới thiệu bà Ngô Thị Thường, giám đốc Vinaphone chi nhánh Tân Lạc lên tặng quà cho các thí sinh. Xin trân trọng kính mời. Buổi tối hôm nay một lần nữa xin quý vị hãy dành những tràng vỗ tay thật lớn để chúc mừng cho đêm chúng ta ngày hôm nay các thí sinh sẽ hoàn thành xuất sắc phần thi của mình ạ. Xin được trân trọng cảm ơn quý vị. Tổ chức xin được trọng kính mời các thí sinh chúng ta sẽ cùng quay trở về vị trí để chuẩn bị cho các phần thi tiếp theo. Không để cho quý vị phải chờ đợi lâu hơn nữa, sau đây chúng ta sẽ cùng đến với phần trình diễn của từng thí sinh trong phần thi sơ khảo trình diễn trang phục dân tộc Mường lễ hội khai hà Mường Bi, huyện Tân Lạc năm 2020. Và sau đây xin kính mời quý vị chúng ta cùng đến với phần trình diễn đầu tiên của thí sinh mang số báo danh 01 Bùi Thị Hạnh đến từ đơn vị xã Gia Mô. Thank you.
Bùi Thị Hạnh sinh năm 2001, hiện nay đang là sinh viên Học viện Thanh Thiếu Niên Việt Nam. Trình diễn của thí sinh mang số báo danh 01 Bùi Thị Hạnh sinh năm 2001 đến từ đơn vị xã Sa Mô. Tiếp theo, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với phần trình diễn của thí sinh Bùi Thị Châu Mai mang số báo danh 06. Châu Mai đến từ đơn vị xã Mỹ Hòa. Hiện tại, em đang là học sinh trường trung tâm giáo dục thường xuyên huyện Tân Lạc.
Quý vị và các bạn thân mến, trước mắt quý vị là thí sinh Bùi Thị Châu Mai mang số báo danh 06 đến từ đơn vị xã Mỹ Hòa. Số báo danh 07 đến từ đơn vị xã Mãn Đức. Trình diễn của thí sinh Bùi Thị Phương Thảo, số báo danh 07 đến từ đơn vị xã Mãn Đức.
Kính thưa quý vị, trước mắt quý vị đang là phần trình diễn của thí sinh Cao Thị Phương Liên mang số báo danh 08 đến từ xã Sa Mô. Hiện tại Phương Liên đang là sinh viên trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Hòa Bình. Và các bạn đang theo dõi phần trình diễn của thí sinh Cao Thị Phương Liên đến từ đơn vị xã Sa Mô. Là phần trình diễn của thí sinh số báo danh 09 Đinh Thị Hương đến từ đơn vị xã Lỗ Sơn. Đinh Thị Hương sinh năm 2000, hiện nay đang là sinh viên trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình. Quý vị đang đón xem phần trình diễn của thí sinh Đinh Thị Hương, sinh năm 2000, đến từ đơn vị xã Lỗ Sơn, số báo danh 09. Thank you.
tiếp theo là phần trình diễn của thí sinh Bùi Phương Nguyên đến từ đơn vị xã Phong Phú. Phương Nguyên sinh năm 2002. Hiện tại, Phương Nguyên đang là học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú thành tỉnh Hòa Bình. Thưa quý vị, chúng ta đang theo dõi phần trình diễn của thí sinh Bùi Phương Nguyên đến từ đơn vị xã Phong Phú. Tiếp theo, xin kính mời quý vị cùng đến với phần trình diễn của thí sinh Đinh Thị Thiết, số báo danh 11, đến từ đơn vị xã Phú Vinh. Trước mắt quý vị là phần trình diễn của thí sinh số báo danh 11, Đinh Thị Thiết, sinh năm 2002, đến từ đơn vị xã Phú Vinh. Đinh Thị Thiết hiện nay đang là học sinh trường Hữu Nghị 80. Kính thưa quý vị,
Trước mắt quý vị là thí sinh Đinh Thị Khoa mang số báo danh 12 đến từ đơn vị xã Bắc Sơn. Đinh Thị Khoa sinh năm 2002. Hiện tại em đang là học sinh của trường Trung học phổ thông Lũng Vân. Đinh Thị Khoa, sinh năm 2002, đến từ đơn vị xã Bắc Sơn. Hiện tại, Đinh Thị Khoa đang là học sinh của trường Trung học phổ thông xã Lũng Vân. Quý vị cùng đón xem phần trình diễn của thí sinh số báo danh 13 Bùi Thị Duyên, sinh năm 2002, đến từ đơn vị xã Tuần Lộ. Trước mắt quý vị đang là thí sinh Bùi Thị Duyên đến từ đơn vị xã Tuần Lộ. Bùi Thị Duyên sinh năm 2002. Hiện tại Bùi Thị Duyên đang là học sinh trường Trung học phổ thông Mường Vi. Thank you.
Kính thưa quý vị, trước mắt quý vị đang là phần biểu diễn của thí sinh Bùi Thu Hậu mang số báo danh 16 đến từ đơn vị Đỉnh Giáo. Trước mắt quý vị là phần trình diễn của thí sinh số báo danh 16 Bùi Thu Hậu, sinh năm 2001, đến từ đơn vị xã Đỉnh Giáo. Bùi Thu Hậu hiện nay đang là sinh viên trường cao đẳng công nghệ Bắc Hà. Tiếp theo, xin kính mời quý vị cùng đón xem phần trình diễn của thí sinh số báo danh 17 Bùi Thúy Linh, sinh năm 2000, đến từ đơn vị xã Phú Cường. Thí sinh Bùi Thúy Linh đến từ đơn vị xã Phú Cường. Bùi Thúy Linh sinh năm 2000. Hiện tại em đang làm mẫu ảnh chuyên nghiệp tại Hà Nội. Kính thưa quý vị, trước mắt quý vị là phần trình diễn của thí sinh Hà Thị Lụa mang số báo danh 18 đến từ đơn vị xã Nam Sơn.
Quý vị đang đón xem phần trình diễn của thí sinh số báo danh 18 Hà Thị Lụa, sinh năm 2002, đến từ đơn vị xã Nam Sơn. Hà Thị Lụa hiện nay đang là học sinh trường Trung học Phổ thông Lũng Vân. Mời quý vị cùng đón xem phần trình diễn của thí sinh số báo danh 19 Bùi Thị Uyên, sinh năm 2000, đến từ đơn vị xã Tử Nê. Bùi Thị Uyên, sinh năm 2000. Hiện tại, Bùi Thị Uyên đang là sinh viên chuyên ngành quản trị, dịch vụ du lịch và lữ hành Đại học Văn hóa Hà Nội. Thank you.
Tiếp theo là phần biểu diễn của thí sinh Bùi Hương Quỳnh mang số báo danh 20 đến từ đơn vị xã Do Nhân. Quý vị và các bạn đang đón xem phần trình diễn của thí sinh số báo danh 20 Bùi Hương Quỳnh, sinh năm 2002, đến từ đơn vị xã Do Nhân. Hiện nay Bùi Hương Quỳnh đang là học sinh trường trung học phổ thông Bường Bi. Báo danh 21 Phạm Nhật Lệ đến từ đơn vị thị trấn Mường Khến. Thí sinh mang số báo danh 21 Phạm Nhật Lệ đến từ đơn vị thị trấn Mường Khến. Phạm Nhật Lệ, sinh năm 2001. Hiện tại, em đang là học viên trang điểm và chụp ảnh tại Tân Lạc.
Kính thưa quý vị, trước mắt quý vị là phần biểu diễn của thí sinh Hà Thị Hằng mang số báo danh 22 đến từ đơn vị xã Lũng Vân. Trước mắt quý vị là phần trình diễn của thí sinh số báo danh 22 Hà Thị Hằng, sinh năm 2002, đến từ đơn vị xã Lũng Vân. Hà Thị Hằng hiện nay đang là học sinh trường Năng Khiếu, tỉnh Hòa Bình. Xin kính mời quý vị và các bạn cùng đến với phần trình diễn của thí sinh số báo danh 23 Bùi Thị Toán, đến từ đơn vị Lũng Vân. Thí sinh mang số báo danh 23 Bùi Thị Toán, đến từ đơn vị xã Lũng Vân. Bùi Thị Toán sinh năm 2002, hiện tại em đang là học sinh trường trung học phổ thông Lũng Vân. Quý vị và các bạn đang theo dõi phần trình diễn của thí sinh Bùi Ngọc Thúy mang số báo danh 24 đến từ đơn vị xã Ngổ Luông. Phần trình diễn của thí sinh số báo danh 24 Bùi Ngọc Thúy, sinh năm 2000, đến từ đơn vị xã Ngổ Luông. Bùi Ngọc Thúy hiện nay đang là sinh viên trường Đại học Y Dược Thái Nguyên.
Kính thưa toàn thể quý vị, và ít phút nữa chúng ta sẽ cùng đến với phần công bố các thí sinh xuất sắc sẽ lọt vào đêm chung khảo tối mai. Trước hết, xin kính mời quý vị chúng ta cùng hướng về sân khấu, một lần nữa ngắm nhìn các người đẹp thí sinh trình diễn tại lễ hội khai hạ Mường Bi năm 2020. Thank you.
quý vị và các bạn, một lần nữa chúng ta vừa chiêm ngưỡng lại 18 gương mặt khả ái tại vòng sơ khảo chương trình trình diễn trang phục dân tộc Mường lễ hội khai hà Mường Bi, huyện Tân Lạc năm 2020. Một lần nữa xin quý vị hãy dành những tràng vỗ tay thật lớn để chúc mừng cho các thí sinh đã hoàn thành xuất sắc phần thi của mình trong đêm hội hôm nay. Và kính thưa toàn thể quý vị, chúng ta đã chờ đợi rất lâu rồi và sau đây sẽ là giây phút mà chúng ta hồi hộp nhất để chúng tôi xin được thay mặt cho ban tổ chức, thay mặt cho những phiếu bình chọn của toàn thể quý vị để được xướng tên 10 thí sinh đẹp nhất trong đêm hội hôm nay sẽ tham gia vào đêm trung khảo tối đêm mai. Và không để cho quý vị phải chờ đợi lâu hơn nữa, sau đây chúng tôi xin phép được công bố và chúc mừng 10 thí sinh. Thí sinh đầu tiên xin mời bước về trước sân khấu. Bùi Thị Duyên, số báo danh 13 đến nữa của toàn thể quý vị để trân trọng cảm ơn các thí sinh ạ. Và sau đây xin được công bố. Xin được chúc mừng thí sinh Bùi Thị Hậu mang số báo danh 16 đến từ đơn vị xã Định Giáo. Xin được chúc mừng 10 thí sinh sẽ lọt vào đêm trung khảo trình diễn trang phục dân tộc Mường lễ hội khai hạ Mường Bi năm 2020 được tổ chức vào tối đêm mai mùng 8 tháng Giêng năm Canh Tý. Và kính thưa quý vị và các bạn, trên sân khấu của chúng ta lúc này là gương mặt 10 thí sinh và các thí sinh tham gia phần thi trình diễn trang phục lễ hội khai hạ Mường Bi huyện Tân Lạc năm 2020. Một lần nữa xin được chúc mừng các thí sinh và xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng tiến về phía trước để chúc mừng những người bạn của mình sẽ đi tiếp vào vòng 2. Và một lần nữa trân trọng cảm ơn toàn thể quý vị đã cổ vũ cho chúng ta trong đêm hội hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn, chương trình sơ khảo trình diễn trang phục dân tộc lễ hội khai hạ Mường Bi và giao lưu văn nghệ trong buổi tối ngày hôm nay chính thức xin phép được tạm khép lại. Một lần nữa xin được thay mặt cho ban tổ chức trân trọng cảm ơn sự hiện diện có mặt của quý vị đại biểu khách quý, sự cổ vũ nhiệt tình của toàn thể quý du khách. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Thank you.
trình diễn của thí sinh số báo danh 09 Đinh Thị Hương, sinh năm 2000, đến từ đơn vị Lỗ Sơn. Đinh Thị Hương hiện nay đang là sinh viên trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình.
xã Địch Sáo. Qua phần trình diễn trang phục dân tộc Tày,